Tiêu Hải Dụ nói. Việc này để ta đi xem thử, phụ cận trường thiên nhất sắc mặc dù không có truyền tống đại trận, truyền tống trận của Tống Nguyệt Dương Thành cũng bị hủy hoại. Chỉ có thể triệu tập cao thủ cưỡng ép mở ra thông đạo, hao tổn tất nhiên thật lớn, bất quá cũng không sao cả. Công Dương Chính Kỳ nói. Vậy cứ thế đi, nếu Đoan Mộc Hữu Ngọc không thể mời được, vậy thì tính sau, cứ vậy đi. Ôn thư, tình báo bên phía ngươi nhất định phải báo cáo ta trước, tuyệt đối không thể lỡ đại sự. Cẩn tuân mệnh lệnh đại nhân. Tất cả mọi người gật đầu bái xuống, nhao nhao rời đi. Sau khi rời khỏi đại điện, Tiêu Hải Dụ đột nhiên cười khổ nói: "Viên đại nhân, ngươi thật thật sự đã tiến cử người tốt cho ta a, à, quả thực không phải khó khăn bình thường." Viên Cao Hàn cười nói: "Sao lại nói thế? Dùng năng lực của hắn sợ rằng đã biết rõ ngươi sẽ tới, nếu tránh mà không gặp, tự nhiên nói rõ hắn không muốn bị mời, nhưng lấy sự hiểu biết của ta đối với hắn thì hắn nhất định sẽ đi." Tiêu Hải Dụ cười khổ nói: "Chỉ mong thế." mọi người nhao nhau phi thân rời đi mạc hoa nguyên cũng theo viên cao hàn bay về phía linh tư trên đường nhịn không được nói sư tôn dùng cách nhìn của ngươi thế cục tống nguyệt xương thành vậy mà đã đến tình trạng thế sao lại cần thỉnh động công tử ngọc đại nhân sắc mặt hắn cực kỳ sầu lo viên cao hàn cười nói ngươi đang lo lắng đại ca ngươi thoải mái buông lỏng tinh thần đi tống nguyệt xương thành cao thủ nhiều như mây đại ca ngươi cũng không phải quá tệ ta tiến cử đoan mộc hữu ngọc cũng là sợ tình thế bết bát nhất xuất hiện nhưng khả năng cũng không lớn mà hoa nguyên trầm mặc không nói nội tâm lại luôn một có một cổ sầu lo khó có thể xua đi nơi ngực luôn cảm thấy có dự cảm xấu viên cao hàn khẽ cười nói không nên suy nghĩ nói cho ta một chút chuyện của ngươi những năm gần đây cùng với tình huống liên quan đến lý vân tiêu kia đi ta đối với người này cảm thấy cực kỳ có hứng thú hai người lập tức hóa thành một đạo quang mang bay đi xa xa dưới thần bi trong phường thổ Sơn. Lạc Vân Thường vận chuyển cửu dương chân quyết, rất nhanh liền vào vong ngã chi cảnh, đại lượng nam hỏa kim tinh nguyên giải đầy bốn phí không ngừng dũng mãnh tràn vào cơ thể. Từng đạo dị tượng cửu dương dần hiện ra trên thân thể, chiếu cả sơn động thành một mảnh hỏa hồng. Lý Vân Tiêu ở dưới cổ lực lượng bành trướng của đối phương, trên thân thể gầy yếu dần nhiều thêm chút hào quang, lộ ra hai màu trắng muốt và vàng óng ánh, ngày càng nhiều. Thần thức Lý Vân Tiêu bắt đầu chậm rãi yên lặng được ô nhuận dưới hai loại lực lượng này, Toàn thân thoải mái dễ chịu và thích ý nói không nên lời, giống như đang lúc ngày đông giá rét lại được tắm dưới ánh mặt trời vậy, cảm thấy rất buồn ngủ. Cũng không biết đã qua bao lâu, thần trí của hắn dần dần thức tỉnh khỏi loại trạng thái buồn ngủ kia, trên da thịt lộ ra màu vàng kim nhạt, không ngừng hấp thu lấy lực lượng trong Nam Hỏa Kim tinh nguyên ở bốn phía, đồng thời từng đạo minh nguyệt thần quang tản ra, đan vào cùng một chỗ với Cửu Dương chi khí đang lan khắp không trung. Hai người đều thần thái an tường, mặt mỉm cười ở vào một loại trạng thái kỳ diệu, ý thủ hư không, tùy ý để thần thể chi lực khuếch tán giao hòa lẫn nhau, cảm thụ được loại cảnh giới không linh vô ngã vô vật kia, mà tốc độ tiêu hao nam hỏa kim tinh nguyên ở bốn phía cũng trở nên cực kỳ nhanh. Lý Vân Tiêu bỗng nhiên ngửi thấy một cổ mùi hương thoang thoảng, đẹp và tĩnh mịch xông vào mũi, khiến hắn toàn thân chấn động, trong giây lát mở mắt ra, chỉ thấy Lạc Vân Thường chẳng biết lúc nào đã tựa trước người hắn, hai mắt nhắm nghiền, vẫn yên lặng ý thủ hư không, chỉ là một loại nhích gần lại theo bản năng thôi mùi thơm xử nữ nhàn nhạt, nhạt, và da thịt ô nhuận mềm mại bộ ngực sữa nhô thẳng ra đã dán vào lồng ngực hắn lý vân tiêu cảm thụ được khí tức nồng đậm kia một cổ dục hỏa vô danh hừng hực thiêu đốt ngay dưới đan điền ngay cả là thánh nhân cũng không cách nào không động tình được tay lý vân tiêu không kiềm được vuốt lấy mái tóc mềm mại của nàng tay kia thì đột nhiên bắt lấy hương nhũ dựng thẳng của lạc vân thường thân hình lạc vân thường run lên kịch liệt giật mình tỉnh lại từ trong ý cảnh vô ngã kia trong đôi mắt tràn đầy mê ly và vẻ khiếp sợ Toàn thân nhịn không được run rẩy, chỉ cảm thấy Lý Vân tiêu bóp nàng rất mạnh, khiến nàng đau đến mức nhì không được phải nỉ non. Nhưng vừa mở miệng đã có một cổ khí tức dương cương đập vào mặt, bờ môi lập tức bị đầu lưỡi nóng bỏng cho vào. Nàng thoáng cái đầu óc phát mộng, triệt để biến thành trống rỗng, tùy ý để bàn tay nắm lấy hương nhũ kia bắt đầu chậm rãi theo quần áo lần xuống, trượt vào trong nội y nàng khiến nàng thở dốc một hồi. Dây thắt lưng của hai người đã bị cởi bỏ, trở nên có chút mất trật tự. Lạc Vân Thường và Lý Vân Tiêu đã tu luyện gần 3 ngày trời, mọi người ở bên ngoài cũng cảm thấy có chút lo nghĩ bất an rồi. Thả ta ra, ô ô ô, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì hả? Tiểu Ngô bị bọn hắn trói trên một tảng đá lớn, định có gì không đúng sẽ lập tức thả vào. Hắc Liên Thiểu Hoàng bực bội đi tới đi lui, nói. Vân Thường tiểu thư này cũng thật là, tình huống như thế nào ít nhất cũng phải truyền ra tín hiệu chứ, để mọi người yên tâm một chút. Mạc Tiểu Xuyên cả giận nói. Đừng có lắc lư trước mặt ta nữa, yên tĩnh cho ta, Lạc tiểu thư tự có chủ trương, không cần ngươi quan tâm nhiều đâu. Viên Cao Hàn một mực yên lặng nhắm mắt tu luyện, bỗng nhiên mở lớn mắt ra, cả kinh nói: "Chuyện gì xảy ra?" Khí tức bên trong một mực đều rất vững vàng, ngoại trừ cửu dương chân khí của Lạc tiểu thư ra, cổ lực lượng khác hẳn là từ trên người Lý Vân Tiêu phát ra. Ta vốn cho rằng tất nhiên không có việc gì rồi, nhưng bây giờ khí cơ hai người lại hoàn toàn rối loạn, không biết có chuyện gì xảy ra không? mạc tiểu xuyên cả kinh vội hỏi viên đại sư vậy phải làm sao đây chúng ta có cần làm gì không viên cao hàn sắc mặt có chút trở nên ngưng trọng trầm tư nói chỉ sợ bọn họ tu luyện thất bại khiến tẩu hỏa nhập ma nhưng lúc này mà đi vào điều tra thì hình như không ổn dù sao chuyện thần thể huy ánh rất sợ bị quấy dày nếu vốn không có việc gì lại bị chúng ta phá hoại vậy thì thực xong đời rồi không ổn có gì không ổn chứ tình trạng nguy cấp như thế các ngươi không đi ta đi tính tình hắc liên tiểu hoàng nóng nảy nhất nhịn không được muốn xông vào trong sơn động viên cao hàn quát không thể đề khí chấn động trên người người rất mạnh đi vào rất có thể sẽ phiền thêm muốn đi cũng nên để đinh tiểu thư đi tu vi của nàng yếu nhất tỷ lệ dẫn phát hỗn loạn cũng nhỏ nhất đinh linh nhi nói vậy để ta đi ta sẽ tận lực thu liễm khí tức sắc mặt nàng ngương trọng tận lực áp chế lấy khí tức quanh thân chậm rãi đi vào trong sơn động bên trong một mảnh chân khí cực nóng khiến toàn thân nàng đều đổ mồ hôi rất sợ động tác của mình sẽ quấy nhiễu đến hai người nàng đi thập phần chậm chạp rốt cục cũng đã đi vào trong sơn động khẩn trương ngưng mắt xem xét à à hai tiếng kêu sợ hãi từ trong miệng đinh linh nhi truyền ra một màn trước mắt lập tức khiến nàng chấn động toàn thân hai người lý vân tiêu và lạc vân thường đang nửa trần thân trên gắt gao quấn lấy một chỗ cực kỳ nóng bóng đôi má đinh linh nhi lập tức hồng tím như là quả cà dưới cơn xấu hổ và giận dữ cả người lập tức liền hóa thành một đạo quang mang sông ra ngoài không đợi bọn người mặc tiểu xuyên hỏi thăm đã bỏ chạy ra xa à à tiếng kêu kia của nàng lập tức khiến lạc vân thường cũng đột nhiên bừng tỉnh một màn như thế cũng đều đã lọt vào mắt đinh linh nhi nàng chỉ cảm thấy có chút đầu vàng mắt hoa nàng vội vàng đẩy lý vân tiêu ra lập tức nhặt lấy xiêm y trên mặt đất che lấy người cũng hóa thành một đạo quang mang viễn độn mà đi lý vân tiêu thoáng cái cũng thanh tỉnh lại ngốc trệ thoáng một phát sau đó cười khổ không thôi. Hiện giờ dục hỏa đã đốt tới đỉnh, toàn thân khó chịu, nhưng bọn người mặc tiểu xuyên ở ngoài động cũng đã bị kinh động. Trên mặt hắn ửng đỏ, vội vàng vận chuyển nguyên khí, áp chế cổ tà hỏa dưới đan điền xuống. Bọn người mặc tiểu xuyên đang khẩn trương chờ tin tức của Đinh Linh Nhi lại nghe thấy hai tiếng kinh hô của nàng, cho rằng xảy ra chuyện gì đó nên vội vàng muốn nhảy vào trong động. Đã thấy Đinh Linh Nhi biến thành hào quang trực tiếp lao ra ngoài, không nói hai lời đã chạy về phía xa xa, khiến mấy người bọn họ lập tức phát mộng ở cửa động. Cái này, chuyện gì xảy ra? Hắc liên thiểu hoàng sắc mặt cổ quái nói. Sắc mặt đinh tiểu thư sao lại giống như quả cà thế? Mạc tiểu xuyên do dự nói. Mặc kệ, trước vào xem một chút đi, an ủi vân thiếu quan trọng hơn. Bọn hắn đang định tiến vào, lại thấy lạc vân thường vọt ra, cũng lập tức hóa thành hào quang, một trường bổ tới, mở ra một con đường, viễn độn mà đi. Cái này, lần này mọi người càng không hiểu ra sao hát lên thiểu hoàng càng kinh ngạc nói sao sắc mặt lạc tiểu thư cũng như quả cà thế chẳng lẽ bên trong chồng cà sao quả cà con em ngươi hà trong động truyền đến một tiếng mắt tức giận thân ảnh lý vân tiêu dần dần đi ra chỉ có điều sắc mặt có chút quái dị thôi vân thiếu ngươi không có việc gì rồi sao mấy người đại hỉ vội vàng nghênh đón lấy viên cao hàn nhìn hắn một hồi thở dài kỳ hiệu của thần thể quả thật kinh người, không chỉ đã khôi phục, hơn nữa lực lượng còn trực tiếp bạo tăng, chỉ ba ngày ngắn ngủi cũng đã đột phá đến võ hoàng cửu tinh rồi. Hắc Liên Thiểu Hoàng kinh hỉ nói: "Thái bổ chi pháp này thật lợi hại a, à, mới hái một người đã, Vân thiếu ngươi nhất định phải truyền công pháp này cho ta đấy, nếu ta sớm học được, hiện giờ đã sớm là võ đế đỉnh phong rồi." Lý Vân Tiêu không để ý tới hắn, quái dị nghiêm mặt đi ra ngoài, nội tâm một hồi choáng váng đinh linh nhi và lạc vân thường sợ rằng không biết muốn trốn hắn bao lâu đây ba người nếu lại tương kiến sẽ là chàng diện xấu hổ bực nào a à? hắn chỉ cảm thấy một hồi nhức đầu đinh linh nhi và lạc vân thường tuy rằng bỏ chạy ra xa nhưng từng cọng cây ngọn cỏ trong giới thần bi đều dưới cảm giác của hắn chỉ cảm thấy hai người vẫn đang không ngừng chạy trốn mạc tiểu xuyên nói vân thiếu vừa rồi đến cùng đã xảy ra chuyện gì sao hai người lại phi độn đi cùng một hướng thế a à, một hướng sao Lý Vân Tiêu mắt choáng váng, cảm giác một chút, quả nhiên hai người là cùng một người, hơn nữa đang càng ngày càng gần, hắn vỗ chán một cái, vội vàng chặt đức cảm ứng và thần niệm của mình nói. Không có việc gì, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, vừa tỉnh dậy các nàng đã chạy ra, có lẽ là sống lâu ở đây cảm thấy có chút buồn bực nên đi giải sầu a. À. Lý Vân Tiêu vừa nói vừa đi vào trong động. Thân thể của ta vừa khôi phục, cần bế quan vài ngày, không được quấy rầy ta đấy. Bọn người Viên Cao Hàn Nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, đều lộ ra nụ cười ngươi hiểu. Trong Đông vực, một trong 33 tòa danh thành, thành phủ Phong. Trong thành có tam đại thế lực chiếm giữ, trong đó Hạ hầu gia đệ nhất, toàn bộ Hạ hầu ra một mảnh vui sướng hớn hở, dòng người tới lui nối liền không dứt. Gia tộc to như vậy tất cả đều đang trong không khí chúc mừng, hôm nay là sinh nhật trăm tuổi của gia chủ của bọn hắn Hạ hầu Nguyên Minh, đồng thời cũng ngày vui hắn nạp thiếp. Đối với võ giả mà nói, trăm tuổi cũng không coi vào đâu. Tiểu thiếp này của Hạ Hầu Nguyên Minh chỉ có 16 tuổi, cũng không ai cảm thấy có gì không ổn cả. Hạ Hầu ra trong toàn bộ đông vực cũng coi như là thế lực số một, cho nên thâm giao cũng rộng. Người đến chúc mừng như nước chảy, lực lượng cả gia tộc đều bị triệu tập tới đãi khách, cùng với giữ gìn trật tự, an toàn. Giờ phút này nơi sông nghiêm nhất Hạ Hầu ra, trong mật thất bảo khố, Hạ Hầu Nguyên Minh lại lộ vẻ mặt ngương trọng. Nào có nửa điểm vui mừng nào chứ, nhìn qua ngọc bi trên bàn cung phụng ở một bên, thì thào lẩm bẩm chỉ mong không gặp phải chuyện gì mới tốt, chỉ cần qua đêm nay thì tất cả đều bình yên rồi. Một gã nam tử sau lưng hắn trên mặt tràn đầy vẻ không quan tâm, đúng là con trai trưởng hạ hầu thành của hắn, trên mặt có râu quai nón, bộng dáng thì cao lớn thô kệch, hắm kêu lên. Cha, ngươi không khỏi quá nhỏ tâm quá mức, không phải là một kiện huyền khí sao, đến cùng có phải huyền khí cửu dai không còn không cách nào phán đoán suy luận, dù là thật, dùng lực lượng hạ hầu ra chúng ta chẳng lẽ có người dám tới đoạt sao hạ hầu nguyên minh lạnh lùng nhìn hắn một cái tức giận hừ nói người không biết không sợ ngươi thực cho rằng hạ hầu ra vô địch thiên hạ rồi sao ở thành phù phong cũng không phải lão đại đặt ở đông vực lại càng không biết sắp xếp ở chỗ nào tầm mắt mở rộng đến toàn bộ đại lục thì ngay cả cạn bã cũng không phải nữa hạ hầu thành bị chửi không còn cách nào khác rồi bất đắc dĩ nói cha ngươi nói ta cũng biết nhưng những thế lực kia hơn xa tông môn chúng ta căn bản không thiếu thứ này Môn phái thiếu cũng không dám ra tay với chúng Theo ta thấy thì thứ này chúng ta cứ giữ đi Cha ngươi bây giờ đã là cường giả võ đế Nếu luyện hóa vật ấy Tất nhiên có thể trở thành đệ nhất cao thủ thành phủ phong Đến lúc đó trực tiếp lực áp hai nhà khác Thậm chí chiếm đoạt bọn hắn cũng không phải là không thể Hạ hầu nguyên minh cả giận nói Ngươi thật là một tên não heo Còn không hữu dụng bằng kiếm nhi Ngươi nói với cha ngươi quan hệ lợi hại trong đó đi Vâng, ra ra sau lưng hạ hầu thành truyền đến tiếng lo âu của một nam tử khối ngọc bi này tuy là từ trên trời giáng xuống lại rơi trong nơi mai cốt chi địa như vậy theo lý nên nên thuộc về mai cốt chi địa mai cốt chi địa một mực được xưng là phần mộ đại năng vô số năm tháng qua đã khai thác được rất nhiều thứ tốt từ trong đó phàm la tiến vào trong đó nhất định phải có lệnh cho phép do huyết thần cung phát xuống đồng thời quy định tất cả đoạt được đều phải ưu tiên bán cho huyết thần cung khối ngọc bi này là do nhị thúc vụng trộm mang ra từ bên trong nếu bị người của huyết thần cung biết được, hạ hầu ra chúng ta sẽ phiền toái lớn. Một gã nam tử khác hạ hầu nghiệp khổ sở nói. Ta cũng là nhất thời tham niệm, không thể tưởng được lại là huyền khí cửu dai, sớm biết như thế lúc trước liền trực tiếp đưa cho huyết thần cung vậy thì cũng không có việc như giờ rồi. Dựa vào cái gì? Hạ hầu thành khẽ nói. Huyết thần cung chẳng qua chỉ là dựa vào miếng ngon béo bở từ mai cốt chi địa mới có thể lớn mạnh, mai cốt chi địa kia là của cả đông vực huyết thần cung bọn hắn dựa vào gì lại lập ra nhiều quy củ, ta thật sự thấy không vừa mắt chút nào. Ngươi cái tên đầu heo này. Hạ hầu nguyên minh tức giận đến xì khói, cả giận nói. Ta sao lại sinh ra một tên đầu heo như ngươi chứ, huyết thần cung chấn thủ mai cốt chi địa, chính là lúc trước thành hồng nguyệt khâm định tại đại hội liên minh đông vực. Ngươi nhìn bọn hắn không vừa mắt nhiều lắm chỉ mắng vài câu, bọn hắn nhìn ngươi không vừa mắt, chỉ mất một phút là đã có thể diệt ngươi rồi. Hạ hầu nghiệp nói. Đại ca, hiện giờ biện pháp duy nhất chính là đợi tôn nhân hào đại nhân của vạn bảo lâu bí mật thu mua nó đi toàn bộ thành phù phong cũng sẽ không còn thương hội thứ hai dám tiếp nhận sinh ý này nữa đâu mà tài nguyên vạn bảo lâu cấp cho chúng ta đối với phát triển tương lai sẽ có trợ giúp rất lớn chỉ cần có thể vượt qua hôm nay vậy thì ngọc bi này cũng không còn trên tay chúng ta nữa rồi mặc dù huyết thần cung phát hiện ra gì đó không có bất kỳ chứng cớ nào cũng không cách nào làm gì được chúng ta cả hừ thật không biết các ngươi nghĩ thế nào nữa một kiện huyền khí cửu dai êm đạp, cha ngươi dù nằm mơ cũng muốn có được bảo bối như thế, bây giờ lại muốn bí mật xử lý sạch. Ta còn tưởng rằng sau khi cha đạt được vật ấy sẽ bế quan luyện hóa, trở thành cường giả thứ hai của thành phủ phong có được huyền khí cửu dai, có thể chống lại tổ ra đấy chứ. Hạ hầu thành Trung Quy vẫn cho rằng mọi người cân nhắc quá nhiều, quá mức nhát gan rồi, hoàn toàn không cần phải thế. Hạ hầu Nguyên Minh Khẽ nói, ta muốn huyền khí cửu dai không giả, nhưng không thể dùng vận mệnh gia tộc làm đại giá được, đợi sau khi đổi đi vật ấy. Từ trên tay vạn bảo lâu đạt được chỗ tốt, hơn nữa thêm vào một ít tích xúc trong gia tộc, cũng đủ để đi hóa thần hải mua một kiện rồi. Thành nhi, yến hội đêm nay ngươi cũng không cần ra sân, mang theo cao thủ nhất định phải bảo vệ tốt nơi đây, ngàn vạn không thể để cho khối ngọc bi này xảy ra chuyện mới được. Trên tấm ngọc bi này tựa hồ có cấm chế rất mạnh, vậy mà không cách nào thu vào trong những chữ vật, khiến hạ hầu nguyên minh phiền não không thôi chỉ có thể để đặt trong bảo khố phủ đệ, để nhi tử thực lực cường đại nhất trong coi mà thôi. Yên tâm đi, cha, người còn bi còn. Hạ Hầu Thành trầm giọng đáp, tuy rằng hắn lòng dạ không sâu, nhưng lại là cao thủ thứ hai của Hạ Hầu gia, tu vị võ tôn đỉnh phong. Toàn bộ thành phù phong người có thể thắng hắn cũng không quá một lòng bàn tay. Ân, có ngươi trông coi, ta vẫn tương đối yên tâm. Hai người các ngươi, theo ta đi đãi khách đi. Hạ Hầu Nguyên Minh nói xong liền quay người mang theo Hạ Hầu Kiếm và Hạ Hầu Nghiệp rời đi, Hạ Hầu Thành cẩn thận kiểm tra bốn phía bảo khố, đánh ra tầng tầng cấm chế chi pháp. Sau đó ở bốn phía bố trí xuống đại lượng cao thủ, tiềm phục tại các nơi. Còn chính hắn lại ngồi xếp bằng ngay trước bảo khố, nhắm mắt tu luyện. Hạ Hầu Nguyên Minh vừa tiến vào yến thính, một gã quản gia đã vội vã xuyên qua đám người chạy tới. Hạ Hầu Nguyên Minh cau mày nói: "Chuyện gì lại bối rối như thế, không nên mất lễ nghi trước mặt khách nhân chứ. Quản gia kia vẻ mặt vô cùng lo lắng, trực tiếp tiến lên nói nhỏ vài câu bên tai hắn, sắc mặt Hạ Hầu Nguyên Minh bỗng nhiên đại biến, cực kỳ khó coi. Hạ Hầu Nghiệp và Hạ Hầu Kiếm không rõ ràng cho lắm, vội hỏi: "Lão gia tử, làm sao vậy?" Hạ Hầu Nguyên Minh xanh mặt, ngưng trọng nói: "Vừa rồi Vạn Bảo lâu truyền đến tin tức, nói Thương Minh xảy ra chuyện, Tô Nhân Hào đại nhân vừa rồi đã khởi động truyền tống đại trận chạy tới tổng bộ Vạn Bảo lâu rồi." Cái gì? Vậy phải làm sao cho phải đây? Hạ Hầu Nghiệp cả kinh nói. Chuyến đi này cũng chẳng biết lúc nào có thể trở về, thương minh đang yên lành, có thể có chuyện gì lại triệu hội cả một trưởng quầy phân bộ như hắn chứ? Chẳng lẽ là hắn đột nhiên đổi ý, cô y lấy cớ sao? Hạ Hầu Nguyên Minh lắc đầu nói. Tô nhân hào ta có hiểu rõ, cũng không phải loại người lật lọng. Huống hồ dùng thực lực vạn bảo lâu bọn hắn, ăn một kiện huyền khí cửu dai cũng không phải việc khó gì hẳn là đã thật sự xảy ra chuyện rồi cái này thật sự phiền toái ngọc bi ở trong tay chúng ta cũng không biết có thể giữ bí mật bao lâu nữa hắn đang sầu lo chợt nghe thấy một tiếng cười dài từ bên ngoài truyền đến mỉa mai nói nguyên minh huynh lấy một tiểu thiếp còn trẻ hơn cả tôn tử ngươi thật sự cần chúc mừng a à. hạ hầu nguyên minh biến sắc trong mắt hiện lên một tia sát khí cưỡng ép nở một nụ cười lạnh lùng nói thì ra là hoan thủy huynh nghe nói ngươi năm nay vừa có một đứa con so với tàng tôn tử ngươi còn nhỏ hơn 2 tuổi, hai tiểu đồng có thể cùng nhau chơi đùa rồi, cùng vui cùng vui à. Ngoài cửa hiện lên một đạo quang mang, hai gã thủ vệ hạ hầu ra còn chưa kịp ngăn trở đã trực tiếp rơi vào trong đình viện, lại có hơn 10 người đến. Hạ hầu nguyên minh trong nội tâm cả kinh, trên mặt bất động thần sắc cười nói. Thì ra nhạc minh huynh cũng tới, mời vào trong, mời vào trong. Hai người đúng là gia chủ hai thế lực lớn khác ở thành Phù Phong, Tổ Hoan Thủy và Trường Tôn Nhạc Minh, Vậy mà rắt tay nhau đến, thần sắc cũng không hề vui mừng, rất khác với không khí bốn phía. Trường tôn nhạc Minh lạnh nhạt nói. Nguyên Minh huynh, lần này chúng ta tuy rằng cũng là đến uống rượu chúc mừng, nhưng mục đích chủ yếu cũng không phải là uống rượu. a à, vậy hai vị đến chẳng lẽ là đến tìm ta đánh cờ uống trà sao? Đáng tiếc hôm nay là ngày song hỉ của ta, không rảnh bồi tiếp rồi. Hạ hầu Nguyên Minh bất động thanh sắc, làm ra thủ thế không chào đón, ý là muốn trực tiếp tiện khách. Tổ hoan thủy cười lạnh nói. Nguyên minh huynh, không nên giả vờ nữa, thành thật giao thứ đó ra đây đi, ta cũng không hy vọng chị dâu 16 tuổi kia còn chưa động phòng đã trở thành quả phụ đâu. Hạ hầu nguyên minh giận tím mặt, quát. Tổ hoan thủy, hôm nay là ngày song hỉ của ta, cái miệng của ngươi cũng không khỏi quá tiện rồi đấy. Tổ hoan thủy mỉa mai nói. Ta cũng không vòng vo với ngươi nữa, mau giao huyền khí cửu ra lấy được từ mai cốt chi địa ra đây đi. Chúng ta hôm nay cũng sẽ cùng ngươi uống mấy ngụm rượu, bằng không thì tử yến này của ngươi thật sự không bày được rồi tốt thì ra các ngươi là liên thủ đến gây chuyện khí thế trên người hạ hầu nguyên minh nổi lên uy áp võ đế tản ra người bốn phía đều nhao nhao biến sắc dốc sức liều mạng thối lui ra sau trường tôn nhạc minh lạnh lùng nói nguyên minh huynh ta khuyên ngươi vẫn nên thông minh chút giả ngu không được gì đâu nếu chúng ta không có chứng cơ xác thực cũng không thể nào mạo muội đến đây rồi hạ hầu nguyên minh trong nội tâm khẽ động lạnh lùng nói tốt, ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể lấy ra chứng cứ gì. Tổ hoan thủy cười lạnh một tiếng, nói. Hạ hầu kiếm, xuất hiện đi. Cái gì? Tất cả mọi người đều chấn động toàn thân, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hạ hầu nguyên minh và hạ hầu nghiệp cũng đều lộ vẻ mặt hoảng sợ, ngốc trệ nhìn hạ hầu kiếm từ trong đám người đi tới, mỉm cười đứng ở trước mặt tổ hoan thủy. Ngươi, kiếm nhi, cái này, đây là có chuyện gì? Hạ Hầu Nguyên Minh lần này đã triệt để phát mộng rồi, chỉ cảm thấy lòng không ngừng chìm xuống, đối với việc phản bội của Hạ Hầu Kiếm hắn hoàn toàn không cách nào hiểu được, hoàn toàn không nghĩ ra. Hạ Hầu Kiếm lạnh lùng cười cười, nói: "Chuyện gì xảy ra? Cái này phải hỏi chính ngươi ha." "Kiếm Nhi, ngươi có phải là bị bọn hắn bức hiếp không?" Hạ Hầu Nghiệp cũng tràn đầy không thể tin, vội hỏi nói: "Bức hiếp? Không có bất kỳ người nào bức hiếp ta cả." hạ hầu kiếm âm thanh lạnh lùng nói tất cả đều là do ta tìm tới bọn hắn hợp tác tất cả đều là ý của ta cả người hạ hầu ra tất cả đều phát mộng hạ hầu kiếm thân là trưởng tôn được coi trọng nhất trong gia tộc tiền đồ không thể hạn lượng hoàn toàn không có khả năng phản bội a à. hạ hầu nghiệp tức giận nói ngươi tên tiểu xúc xanh này vì cái gì cho nhị thúc một cái lý do đi lý do hạ hầu kiếm chỉ vào hạ hầu nguyên minh lạnh lùng nói lý do chính là Ngươi sống quá lâu rồi, đã 100 tuổi còn chiếm lấy vị trí tộc trưởng không buông, hơn nữa ngươi bây giờ đã là võ đế rồi, ít nhất còn có thể sống thêm 100 năm nữa. 100 năm a, ta thấy ý của ngươi là không đến lúc chết sẽ không giao ra vị trí rồi, như vậy lúc nào mới có thể đến phiên ta đây. Hạ Hầu Kiếm càng nói càng kích động, lộ ra có chút gầm hét lên rồi, quát. Hơn nữa cha ta cũng đã là võ tôn đỉnh phong, đột phá đến võ đế cơ hồ chỉ là việc trong tầm tay, chờ lão bất tử ngươi trăm năm sau chết đi cha ta lại làm tộc trưởng 100 năm nữa, đến phiên ta chẳng lẽ phải là 200 năm sau rồi sao? Trời ạ à 200 năm, ta có thể sống lâu như vậy sao? Mặc dù may mắn đột phá đến võ đế, thật sự sống 200 tuổi, cũng đã là người sắp chết rồi, làm tộc trưởng còn ý nghĩa gì nữa? Lão gia tử, ngươi đã từng nghĩ qua cảm thụ của ta chưa? Hạ hầu nguyên minh triệt để khiếp sợ ngốc trệ, nhìn tia cười lạnh nơi khóe miệng hạ hầu kiếm. Rốt cục đã tiếp nhận hiện thực này rồi, lòng hắn lạnh buốt rét run, nhưng lại không thể nổi giận, nhất định phải tỉnh táo lại. Nếu việc này nháo lớn, bị huyết thần cung biết được vậy thì hạ hầu ra liền nguy hiểm rồi. Ha ha, nói rất hay. Tổ hoan thủy cười to nói. Nguyên hạ hầu, nguyên minh chết tâm nhìn cháu mình, sâu thảm nói. Cho dù ta chết đi, hoặc là thành nhi chết đi, chẳng lẽ vị trí tộc trưởng gia tộc sẽ đến phiên ngươi sao? Ngươi cảm thấy hai tên hổ lang này sẽ đỡ ngươi thượng vị sao? Giã tâm của bọn hắn là ước gì nuốt mất hạ hầu ra chúng ta đấy. Tổ hoan thủy cười to nói. Ha ha, ai nói thế, chúng ta nhất thưởng thức Tuấn Kiệt thế này, sau này nhất định sẽ hảo hảo tài bồi ngươi, hiện giờ mau nói ra chuyện ngọc bi kia đi, để lão thất phu này hết chống chế được nữa. Hạ hầu kiếm gật đầu nói. Ngọc bi kia là nhị thúc ta mang ra từ mai cốt chi địa, hiện giờ đang cất giữ trong phủ khố hạ hầu ra. Lão gia tử muốn đợi đêm nay giao cho tổ nhân hào của vạn bảo lâu mang đi, đáng tiếc tô nhân hào lại tạm thời có việc tới không được nữa. Ha ha, tốt, nói rất hay tổ hoan thủy sau khi cười to sắc mặt dần dần lạnh xuống nói nguyên minh huynh ngươi còn gì để nói hạ hầu nguyên minh cười lành lạnh nói mai cốt chi địa đạt được một khối ngọc bi có gì kỳ quái sao chỗ đó thường xuyên sẽ có bảo vật xuất thế huống hồ chẳng qua chỉ là một khối đá bình thường thôi nếu các ngươi thích ta hôm nào sẽ chế tạo bảy khối tám khối cho các ngươi bên trên còn có thể khắc danh tự nữa đấy hừ nguyên minh huynh ngươi cũng đừng có nói loạn. Nếu còn chấp mê bất ngộ, thì chớ trách chúng ta không niệm giao tình nhiều năm. Tổ hoan thủy lạnh giọng nói, khí tức trên thân ẩn ẩn phát ra, cũng là võ đế chi thân. Hạ hầu nguyên minh lạnh lùng nói, giữa chúng ta từ khi nào có giao tình thế, muốn đánh thì đánh, chẳng lẽ hạ hầu ra lại sợ các ngươi sao? Tốt, nếu nguyên minh huynh đã cố ý muốn chết, ta sao có thể không thành toàn chứ? Bà chị vẫn đang chờ động phòng ta sẽ thay ngươi chăm sóc tốt, đừng bận tâm làm gì. Tổ Hoan Thủy sắc mặt trầm xuống, trong tay đột nhiên bắn ra một thanh chiến đao ra, không nói hai lời liền chém tới, đao mang đi qua, tất cả trong đình viện đều trực tiếp vỡ ra. Các lộ khách mới tuy không phải người bình thường, nhưng quyết đấu giữa võ đế bực này đã khiến bọn hắn sớm sợ tới mức trốn ra xa, rất sợ tai bay và gió. Đáng chết, có giỏi thì ra ngoài đấu. Hạ Hầu Nguyên Minh trong tay rũ ra một thanh kiếm đến nghênh đón lấy, hai binh khí chạm vào nhau, đao mang kiếm khí khuếch tán ra, trực tiếp chém cả yến hội thành từng mảnh vỡ. Hạ hầu nguyên minh giận dữ, trực tiếp đằng không bay lên, cả giận nói. Muốn chiến thì tới đây. Tốt, hôm nay hai chúng ta liền lĩnh giáo nguyên minh huynh một chút vậy, nhạc minh huynh, cùng tiến lên đi. Tổ hoan thủy cũng không sợ bị người chỉ trích, trực tiếp kêu lên giúp đỡ, hai người cùng nhau đuổi theo hạ hầu nguyên minh, trong nháy mắt đã biến mất ở phía chân trời. Cường giả võ đến nếu buông tay buông chân đến chiến, đừng nói hạ hầu ra, mà dù là cả nửa cái thành phủ phong đoán chừng đều được xong đời, đây là kết quả mà không hề ai muốn thấy cả. Theo ba gã võ đế bay lên không rời đi, Hạ Hầu Nghiệp đột nhiên cả giận nói: "Hạ Hầu Kiếm, ngươi tên súc sinh này, ta hiện giờ sẽ đưa ngươi đi gặp Diêm Vương." Hắn lập tức vỗ mạnh ra một trường. Hạ Hầu Kiếm biến sắc, đột nhiên trốn ra sau, liên tục kêu cứu hơn 10 tên tổ gia và và trưởng tôn gia ở phía sau. Hơn 10 người kia nguyên một đám lạnh lùng nhìn hắn lộ ra vẻ vô cùng châm chọc, loại người ngay cả thân nhân gia tộc mình cũng bán đứng như thế, coi như là địch nhân cũng căn bản xem thường. Một người trong đó cao giọng nói. Tộc trưởng lúc trước từng nói, nếu hạ hầu ra có chuyện nội đấu hoặc là thanh lý môn hộ thì chúng ta ngàn vạn không được nhúng ta. Hạ hầu kiếm biến sắc, đột nhiên lộ ra một tia dáng cười trào phúng, lạnh giọng nói. Hai nhà các ngươi quả nhiên không đáng tin cậy a à, may mắn ta đầu nhập vào cũng không chỉ đám thế gia cận bã các ngươi. Mọi người nghe xong, đều khẽ cho mày, lộ ra vẻ khó hiểu. Hạ hầu kiếm từ trên người lấy ra một tấm lệnh bài, cao giọng nói. Ta hiện giờ chính là người huyết thần cung, các ngươi ai dám động đến ta? Cái gì? Huyết thần lệnh. Hạ hầu nghiệp ngây người tại chỗ, lần này ngay cả người tổ gia và nghiệp gia chi nhân cũng triệt để ngốc trệ ở đó. Huyết thần cung có danh tiếng không hề nhỏ, bọn hắn căn bản không dám chọc. Ha ha, ha ha. Hạ hầu kiếm cười như điên, lạnh giọng nói. Nhị thúc, ngươi không phải muốn giết ta sao? Đến giết ta ta, giết ta cũng là giết đệ tử huyết thần cung, hạ hầu ra không muốn tồn tại nữa sao? Hắn đắc ý đi ra phía trước, lướt qua hạ hầu nghiệp đang trợn mắt há hốc mồm, hung hăng đá tới tên nam tử trước kia mở miệng nói không nhúng tay vào chuyện hạ hầu ra kia, hung ác nói. Ngốc bức, ngươi không phải rất hung hăng càn quấy sao? Hung hăng càn quấy, hung hăng càn quấy, hung hăng càn quấy cho ta xem. Một hồi quyền đấm cước đá, trực tiếp đánh cho nam tử kia một trận, đối phương vậy mà cũng không dám ra tay phản kháng. Người còn lại cũng đều ngơ ngác nhìn xem, cũng không biết là đã quên hỗ trợ hay là không dám nữa. Ta nhổ vào còn ở trước mặt ta trang bức, các ngươi thật cho rằng ta tin tổ ra và trường tôn ra các ngươi sao. Hạ hầu kiếm nhe răng cười không thôi, nói. Cho các ngươi ra, cũng chỉ là để các ngươi sung phong, dù sao cường giả võ đế muốn đối phó vẫn tương đối phiền toái. Hiện giờ hai nhà các ngươi tạm thời bị ta trưng dụng, nghe theo chỉ huy của ta dựa vào cái gì rốt cục có người không phục trợn mắt nhìn trong mắt hạ hầu kiếm bắn ra đạo đạo sắc khí trong tay lóe lên hàn quang liền có hơn một thanh kiếm trực tiếp chém tới tên võ giả kia hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ khinh thường đối với tu vị của hạ hầu kiếm tiện tay chảo một cái đạo kiếm quang kia đã triệt để bị trôn vùi mất nhưng cũng chỉ như thế sau khi biết thân phận huyết thần cung của đối phương thì những người này quả thật đều kiêng kỵ không dám động tay nữa Oa, dám đụng đến ta, giết người nọ cho ta." Hạ Hầu Kiếm đột nhiên nộ quát một tiếng, cũng không biết là đang phát lệnh với ai. Trong không khí đột nhiên lắc lư thoáng một phát, đã nhìn thấy mấy đạo huyết quang lóe lên, tên võ giả lúc trước kêu thảm một tiếng, thân thể liền bị ném bay lên tại chỗ, lần nữa rơi xuống vậy mà huyết dịch toàn thân đã bị hút không còn, biến thành một cỗ thi thể rồi. Lần này đã trực tiếp chấn nhiếp tất cả mọi người rồi, ngay cả bản thân Hạ Hầu Kiếm cũng thấy hoảng sợ sau khi thấy rõ trước người đột nhiên nhiều hơn hai người, một thân hắc y, trên mặt đều là một mảnh cười tàn nhẫn, lúc này mới lấy lại bình tĩnh, vội bước lên trước nói. Làm phiền hai vị đại nhân rồi. Hắc hắc, bên trên phái chúng ta tới giúp ngươi lấy kiện huyền khí cửu dai kia, tất cả lấy ngươi làm chủ, không cần khách khí như thế. Tên hắc y nhân bên trái lạnh lùng cười nói. Hạ hầu kiếm lập tức cảm thấy một cổ lực lượng dâng lên, cười lớn ngóc đầu lên, ánh mắt quét qua người tổ gia và trường tôn gia, nhe răng cười nói, ta vừa rồi nói tạm thời điều động các ngươi, hiện giờ có ý kiến gì không? Tất cả mọi người đều hận đến ngứa răng, nhưng vừa nhìn qua hai gã cường giả huyết thần cung kia, trong lòng liền rét run, thân thể cũng run rẩy thoáng một phát, không ai dám làm chim đầu đàn cả. Hạ hầu nghiệp chỉ cảm thấy chuyện càng lúc càng lớn, một mình mang bảo vật ra khỏi mai cốt chi địa đã phạm tối kỵ của huyết thần cung, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu như lúc trước chỉ là tổ ra và trường tôn ra đến đoạt thì mọi người còn thể trao đổi trung quy vẫn có thể nhận đồng một số thứ hiện giờ người huyết thần cung đã tham dự vào vậy thì không thể làm gì được nữa rồi hạ hầu nghiệp nghĩ vậy không khỏi sầu thảm nói hạ hầu kiếm người thủ hộ phủ khố là phụ thân ngươi ngươi thu thập những người này chẳng lẽ là muốn đi giết phụ thân ngươi sao hạ hầu kiếm biến sắc lạnh lùng nói giết còn chưa nói tới chỉ có điều cha ta tới giờ đều là đầu gỗ không hiểu được tiến thối không phân rõ tình thế nếu nhị thúc có thể cùng đi thuyết phục cha ta trực tiếp mở ra cửa phủ khố, giao nộp huyền khí cửu giai kia lên cho huyết thần cung, đây chính là một công lớn. Ha ha, một công lớn. Hạ hầu nghiệp cười thảm nói. Ngọc bi kia là mình ta mang ra, không quan hệ đến hạ hầu ra, ngọc bi kia có thể cho các người, nhưng không được gây sóng gió ở hạ hầu ra, hơn nữa nếu các người nhất định phải giết người thì giết ta là được rồi. Hạ hầu kiếm nở nụ cười, hòa thanh nói. Nhị thúc suy nghĩ nhiều, chúng ta cũng chỉ là muốn ngọc bi kia thôi, ta cũng là người Hạ hầu gia, làm sao có thể đi đối phó Hạ hầu gia được, còn làm phiền phiền nhị thúc đi khuyên nhủ cha ta rồi." Hạ hầu nghiệp lộ ra vẻ đau thương, nhìn qua hắn nói: "Hạ hầu gia chúng ta xuất hiện nhân tài như ngươi, thật sự là tam sinh hữu hạnh a." "Hắc hắc, nhị thúc không cần nói móc ta, đợi sau này các ngươi sẽ biết." Hạ hầu kiếm hai mắt sáng lên nói: "Ta nhất định sẽ làm ra một phen sự nghiệp tại huyết thần cung, khiến các ngươi đều lau mắt mà nhìn, chỉ vị trí tộc trưởng Hạ hầu gia còn không phải là giới hạn của ta. Hạ Hầu Nghiệp không biết nói gì nữa, một người im lặng đi ở phía trước. Hạ Hầu Kiếm và hai gã người huyết thần cung cùng võ giả hai nhà khác cũng đều đi theo. Xuyên qua mấy cái hành lang gấp khúc, mọi người rốt cục đã từ xa trông thấy chỗ bảo khố. Hạ Hầu Thành đột nhiên mở ra mắt hổ, lập tức tự cảm nhận được khí tức của mọi người, liền trở nên cảnh giác, lớn tiếng nói. Nhị đệ, những người này là ngươi phương nào? Ngươi dẫn bọn hắn đến là ý gì?